chào mừng các bạn đã quay trở lại với 5 sao Lưu Bao. Và trong tập ngày hôm nay thì Lưu sẽ dẫn các bạn đi chill với Lưu. Và nơi mà Lưu muốn dẫn các bạn đến có thể nhìn được toàn cảnh 360 độ trên không luôn mọi người. Nói đến đây không biết các bạn đã phấn khích chưa ha. Ok, bây giờ chắc là cùng Lưu đi vô bên trong để khám phá coi là địa điểm mà hôm nay Lưu dẫn các bạn đến là đâu. Và chúng ta sẽ ăn hay là uống? Đi thôi. See, I know this, but the last days in real life I've noticed losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me, yeah. Dạ đúng rồi. Cảm ơn. Wow. Trời ơi, xuất sắc quá. Dạ rồi, tên Lu, hai người. I turn my head and hold it high, but it's making me. Thật ra là nhà hàng Vigo thì không gian khá là nhỏ nhưng mà rất là ấm cúng các bạn. Ở đây thì bắt buộc các bạn phải book bàn thì mới có chỗ nha. Và hôm nay thì Lưu được xếp cho một cái view siêu đỉnh luôn. Trời ơi, có thể nhìn được toàn cảnh Sài Gòn luôn á. Mà thật ra ở trên này á thì sẽ là một cái trải nghiệm rất là hay ho. Tức là các bạn sẽ ngồi ăn buffet và được nghe DJ đánh nhạc. Đó là lý do tại sao mà Lưu nói với các bạn hôm nay Lưu dẫn các bạn đi chill là vậy đó. Và chỗ mà Lưu đang ngồi là nhà hàng Vigo nằm tại tòa nhà AB Tower, nằm tại số 76A đường Lê Lai, quận 1. Và sẽ nằm ở trên một tầng đất của lầu 26 nha các bạn. Nhớ đến đây trước khi đến phải book bàn. Bây giờ thì chắc là Lưu sẽ phải gọi nhân viên ra để tư vấn cho Lưu gói buffet như thế nào đã. Đợi tí nha. Hello chị Lu, hôm nay mình tới nhà hàng em á thì mình sẽ có 3 gói buffet dành cho mình. Một gói là chỉ có thức ăn không thôi là 888.000. Một gói là có rượu trắng và vang đỏ, vang trắng vang đỏ thì là 1.188.000. Ngoài ra thì em sẽ có một cái gói là có champagne nữa. Chị dùng ăn champagne không thôi là 1.588.000. Tất cả là chưa có thuế. À, nếu vậy thì cho mình phát triển cao nhất. Dạ, 1 triệu cái champagne ha chị ha. Ok, cảm ơn. Dạ, để em đi lấy rượu cho chị. Dạ. Quầy bên đây á, em sẽ có quầy hải sản. Hải sản là phía bên đó. Ở đây mình sẽ có quầy khoai khích, salad và quầy á bên đó. Và có kể cả quầy thịt nướng. Ở đó thì mình sẽ có bạn hỗ trợ cho mình để mình order luôn. Ok, cảm ơn bạn. Ok, bây giờ chắc là cùng Lưu đi ra bên ngoài để khám phá mấy cái quầy live ở đây có gì hấp dẫn nha. Đi thôi. Rồi, xin chào chị ạ. Đây là quầy nướng của mình. Đầu tiên mình sẽ có bò, phần top leg và đây là phần xương. Tất cả cái đây mình nướng thì mình đây có cá hồi, cá điêu hồng và cá chẽm biển. Cái này là mình nướng theo dạng steak. Mình sẽ dùng kèm với lại khoai tây nghèn và sốt tiêu. Còn này mình đã có ướp rồi, sốt BBQ của bếp. Ở đây mình có thể nướng mọi hoặc là nướng nước mắm. Hoặc là nướng theo kiểu bơ chanh cũng được. Ok, nếu vậy cho mình thử mọi thứ một loại. Dạ rồi, dạ rồi. Cái này là mình sẽ mang ra tại bàn luôn hay sao? Dạ đúng rồi, em sẽ dành một ít thời gian để cho bếp chế biến, sau đó em sẽ phục vụ mình. Ok. Dạ, bên đây mình còn có cá hồi nước lò và sườn heo. Wow. Heo rồi. Vậy cho mình cái này luôn. Dạ rồi. Cho mình hỏi tôm hùm mình order như thế nào ha? Dạ, tôm hùm thì bên em sẽ order cho chị là nướng cho chị. À. Hoặc hấp. Hấp. Nếu nướng thì bên em có nướng bơ tỏi, nướng phô mai, nướng mọi. À, nếu vậy thì cho mình 3 vị luôn. 3 vị luôn hả chị? Rồi. Ok chị. Còn tôm vẹm với hàu. Vẹm thì mình cũng nướng là nướng mỡ hành, nướng bơ tỏi, nướng nước mắm, nướng mọi. Dạ thì nếu mỡ hành thì em nghĩ là mình ăn sò mai thì sẽ ngon. Ok, rồi nghe theo bạn, sò mai nướng mỡ hành. Dạ. Còn hàu. Dạ, hàu. Hàu thì bên em có hàu này ăn tươi được, em sẽ cài cho chị, để tươi luôn hả chị? Ok, ngon quá. Tôm thì sao ha?
tôm thì nghĩ tôm này tươi hấp rồi vô khi họ làm nóng rồi, hoặc là chị muốn ăn thì ăn hải sản lạnh luôn. Ồ, hải sản lạnh luôn hả? Dạ, có thể ăn hải sản lạnh luôn. Chân cua thì chị có thể ăn hải sản lạnh, với tôm thì có thể ăn hải sản lạnh. Nếu vậy thì tôm cho mình một hấp một hải sản lạnh. Dạ, tôm mình một hấp một hải sản lạnh. Còn chân cua cũng vậy luôn. Dạ. Chân cua hình như đâu có nướng thêm mix vị khác đâu hả? Dạ có luôn rồi chị, có bơ tỏi, có nướng mọi. Ơi cho mình cái đó luôn đi. Dạ, cũng mỗi thứ một vị nha chị. Ok. Dạ rồi. Cái này thì mình đến bàn thì bạn dạ, sẽ mang chị ra. Mang đến bàn, em sẽ mang đến bàn cho chị. À ok, dạ, rồi cảm ơn. Chị có thể tham quan nhé. Dạ, chị cảm ơn. Gì vậy? Wow, thật ra là ở đây chế biến khá là công phu á. Ví dụ như là tôm hùm thì luôn không có quá lạ, bởi vì tôm hùm thì luôn ăn khá là nhiều rồi. Nhưng mà ví dụ như chân cua đa phần là sẽ kiểu ăn hấp thôi, nhưng mà ở đây các bạn sẽ có thể ăn sống với lại là ăn nướng nữa. Cho nên là luôn kiểu nhất là tôm nè, tôm có thể ăn tươi sống được luôn. Tí nữa mình sẽ test thử và mình sẽ nói cho các bạn biết là hải sản ở đây có tươi hay không nha. Giờ trong lúc mà chờ đợi thì chắc là cùng Lu đi lấy một số món nóng, tại vì Lu thấy có cái quầy lai nóng ở dưới này. Có một cái quầy salad để các bạn có thể tự chọn á. Lu cũng sẽ làm một phần ăn với phim có thể ăn nữa. Còn có thể gọi món a la carte nữa, thì nói chung là tùy sức ăn thôi. Nếu mà các bạn ăn nhiều thì gọi buffet cho lợi. Và đây là một cái thuyền hải sản mà Lu đã gọi thêm nữa nha mọi người. Nhìn siêu hấp dẫn đúng không? Rồi thật sự luôn á, nhìn xuất sắc luôn á. Ok, giờ thì ăn với Lu nha, mời mọi người. Ở đây á, thì điểm mạnh là steak, cho nên đó là thay vì mọi lần thì Lu sẽ hay thử hải sản trước, thì lần này Lu sẽ đổi qua là Lu sẽ thử steak trước cho mọi người. Quầy steak á, thì nó sẽ nằm ở phía bên góc, cho nên là các bạn vào đây á, thì các bạn nhớ là hãy phi ngay đến quầy steak để order nha. Các bạn chỉ cần order xong rồi đến bàn ngồi thì một tí nữa thì sẽ có mấy bạn nhân viên mang ra cho mình. Nói chung là hồi nãy Lu nhìn thì Lu cũng thấy được cái độ tươi của steak ở đây, nhưng mà có tươi thực sự không thì giờ phải ăn mới biết. Bò ở đây thì sẽ được nướng medium rare luôn các bạn. Khoai tây nghiền. Ăn kèm với thịt bò sẽ có khoai tây nghiền với lại tỏi để các bạn có thể ăn cùng. Nếu mà không thích thì thôi, nhưng mà thật ra ăn cái này chung á, Lu thấy là nó sẽ gọi là tăng cái vị giác của các bạn lên. Mình khá là thích. Tỏi nướng. Bùng nổ luôn á. Ngon. Thịt bò thì sẽ được nướng rất là vừa chuẩn các bạn, medium rare. Ăn vô thì Lu cảm thấy là ở bên ngoài nó sẽ hơi kiểu nướng cháy xém một tí. À, khi mà bỏ vô miệng á, cái vòm họng mình nó sẽ có mùi khói nhẹ nhẹ ở trong họng của vòm họng của mình. Tỏi sẽ làm cho cái miếng thịt bò này tăng cái vị giác lên, còn khoai tây nghiền thì sẽ giúp cho cái miếng thịt bò này cảm giác được là nó sẽ có một cái độ béo nhẹ 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 nhẹ, rất là dễ chịu, siêu thích. Mình sẽ ăn sườn các bạn. Thật ra thì cái món này á thì các bạn phải cầm ăn nó mới phê. Wow, chất lượng, một miếng rất chất lượng. Nên Lu ăn thử một miếng. Mềm, rất đã. Cái miếng này Lu cảm giác được là khi mà họ làm nó rất là kỹ, bởi vì là không có nghe cái mùi tanh, và nó
rất là thấm vị. Các bạn ăn thì nó sẽ có một cái độ cay nhẹ nhẹ, the thôi, nhẹ nhẹ ở trong miệng. Ngon. Nói chung đó, với Lu á, các bạn ăn thịt sườn ngon á thì các bạn nên móc tay ăn. Trời ơi, siêu thích luôn. Mà cái này nó xúc ra rồi, không bóc được nữa. Trời, Lu nghĩ là tí nữa Lu phải xử hết cái đĩa này. Nếu như mà Lu còn bụng nữa, Lu sẽ xử thêm một đĩa trước khi đi về á. Tại vì cái món này siêu xuất sắc luôn á mọi người. Ok, cảm ơn chị. Mấy anh chị nhân viên này siêu nhiệt tình, siêu dễ thương. Với lại là rất là để ý á. Khi mà các bạn cần gì, chỉ cần nhìn một cái là mấy anh chị sẽ support liên tục luôn. Chắc là Lu sẽ chuyển qua ăn hải sản mọi người ơi. Đây là hải sản lạnh. Rồi, Lu sẽ cho các mọi người coi con tôm hùm. Wow. Đã ha. Siêu đã luôn á. Nếu mà các bạn đến đây á, mà tới đặt hải sản thì Lu nghĩ là các bạn nên gọi một cái thuyền này. Yummy yummy. Mình sẽ quay nó qua đây cho Lu có thế Lu mới lấy nó được. Ở đây á, đầu bếp họ đã thái nhỏ ra cho mọi người luôn rồi. Các bạn không cần phải cực để kéo lên nữa. Ngon quá à. Lần đầu tiên ăn vậy luôn á. Không phải sống, tức là những cái món này đã được làm chín nhưng mà để lạnh. Nghe rất là lạ đúng không? Nhưng mà thật sự là ăn sẽ có một cái cảm giác siêu thích luôn. Đi kèm với cái thuyền sẽ có 3 loại sốt. Cái này á thì là muối ớt xanh nè. Cái này là mayonnaise chili. Còn cái này là mayonnaise... quên tên rồi. Nhưng mà ở trong này á thì hồi nãy các anh nhân viên bảo là sẽ được có rau củ ở bên trong đó nữa. Lu nghĩ là chắc là Lu sẽ lấy một miếng muối ớt xanh. Thật ra là bởi vì là cái món tôm hùm này á, ở bên trên đã có trứng cá rồi, tức là khi mà các bạn ăn vô nó sẽ có một cái vị mặn rất là đặc trưng. Cho nên Lu nghĩ là với cái món này thì các bạn không nên ăn chung với muối ớt xanh, tại vì nó sẽ mặn hơn á. Ăn không thôi là thấy nó ngon rồi. Tại trên này có sốt mayo nè, có cả trứng cá luôn. Thích quá đi. Hải sản siêu tươi, thịt thì nó rất là ngọt á. Dạ. Ăn thử hàu nha. Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy một con hàu. Thôi, lần đầu tiên ăn hàu mà phải có cái phản ứng như vậy luôn á. Tại vì á là khi mà các bạn bỏ vào miệng ăn á, cái đầu tiên nó sẽ là rất, nghe rất là rõ cái vị chua của chanh. Và hàu thì cái hậu của nó kiểu như là nó không có làm cho các bạn bị khó chịu. Bởi vì hàu thường là nó sẽ nghe mùi hơi tanh một tí xíu á. Nhưng mà ăn cái này đúng kiểu là best. Có thể nói đây là chỗ làm món hàu mà ngon nhất cho đến thời điểm này Lu ăn. Ôi mẹ ơi. Không thì nó không có lố đâu mọi người. Kiểu ấp út liền luôn á. Thật. Fresh, rất là tươi luôn á. Đã quá. Mình sẽ thử tôi thấy có cái này hay ho nè. Ốc tỏi. Wow. Rồi em này ú nu luôn. Đẹp ha, siêu xinh á. Lu ăn không trước nha. Ở đây á, một điểm mà Lu khá là thích đó chính là các bạn không cần phải quá chật vật trong cái việc là phải ngồi lột tôm hay là ngồi khửi mấy cái con ốc này ra. Tại vì là đầu bếp họ đã làm sẵn hết trơn rồi. Chắc là Lu thử muối ớt xanh một lần nữa.
Dạ. Cái đó cũng lạnh, không phải lạnh luôn. Đúng rồi, chín và họ để lạnh. Ở đây còn có king crab nữa mọi người. Mình sẽ thử một con tôm hùm nướng phô mai nha các bạn. Quéo rụng cái đuôi rồi. Luôn thích ăn con tôm ở trên này hơn, bởi vì là kiểu như là rất tươi nè, nó rất là rõ mùi vị hải sản. Và ở trên này á còn có trứng cá và một cái sốt mayonnaise, cho nên là ăn thì kiểu cảm giác thì nó lạ hơn rất là nhiều. Còn bởi vì là tôm hùm phô mai thì Lu đã ăn khá là nhiều rồi, cho nên là với Lu cái này ăn ok, tức là nó chưa làm cho mình kiểu cảm thấy ồ. Nhưng mà hàu ở đây đỉnh cao thật, đỉnh cao luôn. Nhưng mà được một cái như là cái phô mai này á, nó không có làm cho các bạn bị ngấy. Tức là ăn sẽ có thể ngồi ăn được 4-5 con. Xà mai, mình sẽ thử xà mai. Mọi người biết là ở đây á, thì kiểu như là sẽ có nhạc DJ đánh nhạc, cho nên là ngồi ở đây siêu chiêu luôn các bạn. Ngồi kiểu không muốn đi về luôn á. Vừa ăn vừa có thể feel theo nhạc. Ăn gì nữa ta? Quên cái hồi nhẹ. Ờ quên. Tại nằm ở trên cho nên em không thấy. Sẽ thử cá hồi. Ở đây cũng sẽ có hai loại để các bạn có thể lựa. Một là các bạn có thể ăn sashimi cá hồi. Hai là các bạn có thể ăn cá hồi được chế biến. Thì ở đây Lu đã chọn một cái, đó là nướng bơ chanh. Ở đây thì Lu thấy là món ăn thì sẽ khá là ít so với lại những nơi mà Lu từng đến. Tầm khoảng đâu đó 45 món cỡ đó. Nhưng mà phải công nhận một điều là điểm mạnh của ở đây đó là steak á các bạn. Về steak nào, về sườn nè, trời ơi, rất là ngon và mọi thứ đều ướp rất là vừa vị. Hải sản thì Lu thấy là hải sản ở đây khá là tươi, với lại là có một số cách chế biến rất là hay ho mà hôm nay lần đầu tiên Lu đến. Ngoài ra thì giống như Lu nói nãy giờ, hàu ở đây là đỉnh cao. Cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì có lẽ là hàu ở đây là nơi mà chinh phục Lu nhất. Mà Lu ăn mà Lu thấy kiểu wow. Lần kế tiếp đến đây chắc chắn Lu sẽ gọi hàu. Cá hồi ăn ok, ngon. Anh à. Lấy giùm em vẹm. Đúng rồi. Cảm ơn. Đây. Vẹm nướng mỡ hành với đậu phộng. Hàu phô mai. Vừa béo, cái hàu nó vừa béo mà cái phô mai nó kiểu nó cộng hưởng vô á, làm cho cái món ăn nó kiểu boom. Nãy giờ ăn mà quên nói với các bạn giá vé ở đây. Giá ở đây sẽ có 3 budget khác nhau. Ví dụ như mà các bạn chỉ ăn đồ ăn không và không uống rượu thì giá sẽ là 888.000. Nếu như các bạn thích uống rượu vang trắng hay là rượu vang đỏ thì giá sẽ là 1.188.000. Còn nếu như mà các bạn thích uống champagne giống như Lu vậy nè thì có thể order một cái gói, nó là 1.588.000. Và giá mà Lu mới vừa nói với các bạn là chưa bao gồm VAT với lại phí phục vụ. Nếu như mà nhà nào có bạn nhỏ thì dưới 5 tuổi thì sẽ là free. Từ 5 cho đến 12 tuổi thì sẽ là 50% giá vé. Và trên 12 tuổi thì mọi người biết rồi đó. Với Lu thì đến đây á, nên trải nghiệm cái budget cao nhất, đó là 1.588.000. Bởi vì là Lu cảm thấy rất là xứng đáng với cái số tiền mà mình bỏ ra. Và một điều nhớ lưu ý là ở đây phải book bàn trước. Và hãy nhớ book trước một ngày. Buffet ở đây diễn ra duy nhất vào ngày thứ 6 trong tuần, từ 19 giờ cho đến 22 giờ. Nhớ không nè, nhớ nha. Và cảm ơn mọi người đã coi video này của Lu.
Và nếu như mọi người hỏi trên thang điểm 5 sao của Lulu chấm ở đây bao nhiêu sao thì Lulu sẽ trả lời là 4 sao rưỡi trên 5 sao nha mọi người. Và chỗ mà Lulu đang ngồi là nhà hàng Vigo, nằm trên tầng đất của lầu 26 tại tòa nhà IB Tower số 76A đường Lê Lai, quận 1. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của Lulu. Đừng quên ủng hộ cho series 5 sao Lulu bao cũng như là những cái video khác của Lulu nha. Bye bye. Hi. Nhớ subscribe cho Thanh Năng, follow Instagram của Lulu. Yes.